nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật Ân Nghĩa Quê Dừa Khát Vọng Dương Xa diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 1. Không gian văn hóa dừa tại thành phố Hồ Chí Minh mang hình ảnh đặc trưng của quê hương Bến Tre đến với người dân và du khách khi ghé đến nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đến không gian văn hóa dừa tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân được nghe hát sắc bùa, loại hình diễn xướng dân gian của người dân Bến Tre, chiêm ngưỡng bộ nhạc cụ dừa và xem chương trình nghệ thuật với chủ đề Bến Tre hiếu khách nghĩa tình qua những giai điệu ngọt ngào của các ca khúc quen thuộc như Dáng Đứng Bến Tre, Dòng Sông Quê Hương, Em Là Con Gái Bến Tre, Sức Sống Bến Tre, Hương Tình Bến Tre, cùng các ca khúc sáng tác mới nhân đợt hoạt động này mang tên Khát Vọng Bến Tre do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre thực hiện. Và trong không gian văn hóa dừa thì với cái không gian có giới hạn như thế này thì chúng tôi cố gắng là gói ghém tất cả những cái gì đặc trưng nhất của người Bến Tre, của văn hóa xứ dừa. Nó không chỉ là sản phẩm vật chất mà nó còn mang giá trị tinh thần, mang cái hồn cốt của người Bến Tre đến với thành phố mang tên Bác. Và trong đây thì chúng tôi có, như quý vị đã thấy, là có những cái đặc trưng của dùng sông nước, như từ cái trang trí cổng bằng hoa quả, rau, rau củ quả mà đã được chế biến thành hai con rồng biểu tượng cho một năm mới sắp đến. Và trong không gian thì chúng tôi cũng đã có những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những cái sản phẩm làm bằng dừa, sản phẩm văn hóa nghệ thuật làm bằng dừa như cái bộ nhạc cụ dừa của nghệ nhân Ba Bá, và các cái thủ công mỹ nghệ cùng với các cái sản phẩm ẩm thực xứ dừa, và cũng có không gian thư pháp cho tặng chữ trên các cái thủ công mỹ nghệ từ dừa, và có một cái góc nhỏ nhỏ xinh xinh là thắt lá dừa để cho mọi người cùng trải nghiệm cái thắt lá dừa của Bến Tre. Chúng tôi sẽ mang đến một chương trình nghệ thuật, các tác phẩm viết về đề tài Bến Tre, về cây dừa và cái hơi thở văn hóa nghệ thuật của Bến Tre, các cái phong trào văn hóa nghệ thuật của Bến Tre cũng được thể hiện qua chương trình. Không gian trưng bày những sản vật, cây trái, vật dụng mang đậm nét văn hóa xứ dừa, quảng bá hình ảnh con người Bến Tre, đó là biểu diễn đờn ca tài tử, hướng dẫn làm bánh tráng, xếp lá dừa. Đặc biệt, người dân có thể chiêm ngưỡng bộ nhạc cụ dừa được làm từ thân cây dừa và các thành phần khác của dừa như vỏ dừa, gáo dừa, mo nang của nghệ nhân Võ Văn Bá, thu hút người dân và du khách tham dự. Phải nói là chị rất hạnh phúc và được tới đây để sống trong cái không khí gần gũi của Bến Tre. Thì tới đây chị nhớ là những cái ngày mà đoàn lưu diễn, bà con Bến Tre thương chị lắm á, khóc với lá sầu riêng nhiều lắm á. Thành ra tới đây chị thấy có cảnh tượng như gần với lại Bến Tre nhiều hơn. Mà thấy các em mà nhiệt tình mà làm được một cái gian hàng như vậy, chị rất vui, đúng là càng ngày càng tiến bộ. Điểm nhấn của không gian văn hóa dừa là hai con rồng uốn lượn chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, được tạo hình từ những loại hoa quả gần gũi. Ngoài ra còn có các gian hàng trưng bày một số sản phẩm đặc sản từ dừa của Bến Tre và các địa phương. Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân Nghĩa Quê Dừa Khát Vọng Dương Xa sẽ diễn ra vào lúc 19:30 đêm ngày 7 tháng 1, được trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đài phát thanh và truyền hình Bến Tre và tiếp sóng trực tiếp trên các đài phát thanh và truyền hình của một số địa phương trên cả nước.